Kêu mở cửa xe khó đỡ của người phụ nữ gặp tài xế xe lái ẩu. Mới đây, một tình huống va chạm nhẹ giữa hai ô tô xảy ra cách đây không lâu được mạng xã hội đăng lại liên quan đến lỗi mở cửa xe đã nhận được hàng ngàn bình luận và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này. Theo video ghi lại, một chiếc ô tô đang cua phải từ hướng đường giao cắt vuông góc để nhập làn vào đường thẳng. Thay vì đợi cho chiếc Ford EcoSport đi qua, người phụ nữ này đã vội vàng mở cửa chiếc BGX7 để lên xe. Có lẽ việc mở cửa xe là tình huống bất ngờ và góc mở lại quá rộng. Tài xế xe Ford vào cua quan sát bên phải nên đã không tránh được, khiến thân xe sụp mạnh vào cửa xe của người phụ nữ. Hậu quả cú va chạm này khiến bản lề cửa xe bị lệch và phần cạnh cửa bị mớp. Tuy nhiên, tài xế Ford vẫn thản nhiên nhấn ga di chuyển tiếp, để lại người phụ nữ và người bạn của mình ngơ ngác nhìn theo. Không rõ tài xế này có dừng lại sau đó để quay lại giải quyết va chạm hay không, nhưng chủ chiếc xe SUV Trung Quốc và những người bạn hẳn sẽ rất xót ví để bỏ tiền sửa chữa. Vì lỗi đầu tiên dẫn đến va chạm là do người phụ nữ mở cửa xe quá ẩu. Theo dõi video trên, đa số ý kiến người dùng xe đều bất bình, chỉ trích hành vi mở cửa mà không mở mắt của người phụ nữ trước khi lên xe. Khi đã dừng đổ xe ở lề đường, người ra vào xe ô tô cần phải quan sát kỹ tình hình giao thông phía sau. Nguyên tắc vàng là chỉ mở hé cửa và nếu thấy giao thông xung quanh, cả trước và sau xe đảm bảo an toàn thì mới xuống hoặc lên xe. Tuy nhiên, vẫn có những vụ va quệt đáng tiếc xảy ra chỉ vì người mở cửa xe quá cẩu thả. Nếu chiếc xe nhập làn thẳng không phải là ô tô mà là xe máy đâm vào cửa xe thì tai nạn nặng hơn sẽ xảy ra cho người đi xe máy. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng cũng không đồng tình với cách xử lý của tài xế xe Ford EcoSport. Nếu người này nhường nhịn người phụ nữ và lái chậm lại thì đã không xảy ra va quệt. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.